Hai tôi đốt luôn đi chứ còn gì nữa. Em thì đốt trước không? Hai thằng ngu chúng mày đừng làm cho hề. Dạ vâng ạ. Tin siêu hot anh em ơi, shopgcom.com đang có hàng ngàn ưu đãi cực lớn như nạp thẻ cào khuyến mại khủng đến 50% giá trị, nạp ATM hoặc Momo khuyến mại đến 25%, giảm giá toàn bộ nick game trên shop. Đặc biệt, khi anh em mua nick liên minh từ 500.000 trở lên, nhận ngay một cái thẻ đổi tên. Anh em còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ngay shopgcom.com thôi nào. À, xe bờ răm game ấy. Có chữ AC luôn đấy chứ. Bram, Có chữ luôn đấy chứ nhỉ. nếu mà ra van với ban thì cái con Bram nó vứt để đâu Lập nhỉ? Thế không hiểu con ra con ba Bram mà nó chặn cái gì luôn đấy ơ chỉ ra con chứ. pha đi với con Casopia cũng ngon đấy mày, thú vui ba miền Không con đừng có phải đấy kia, không không hề một chút nào đâu ấy. mày, giọng gái anh thả lời cút Không không hợp lý không hợp lý à, mà mày gì lên cơ về đâu, thủ được mà. nhưng mà anh đánh con ấy ngon hơn mà, đánh ra ban nó ngon hơn mà, Lee thì nó Sin, không chặn được. Lee Sin là Lee bình thường. Sin, Lee Sin, không Lee Sin, Hai chưa đốt à? hai tôi đốt luôn đi chứ còn gì nữa. Em thì đốt trước không? Hai thằng ngu chúng mày đừng làm cho hề. Dạ vâng ạ. Bọn em ổn mà anh ơi. Mày coi chừng mày chết chứ tao nha mày. Đổi cái sơ beo bố nhờ. Ok bố ơi. Anh tao thách đấu Hàn về nước meta. Phải lớn chửi luôn mà. Tết đi chợ chiểu này chửi luôn mà. Tết đi chợ bà chiểu à? À Tết đi chợ chiều. Tết đi chợ chiều. Tết đi chợ chiều ơi. Ai à, biết chơi AD, cầm thanh tẩy, hay. Đi Duy chợ còn. chiều hơi. Duy còn là thằng đầu nào không 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 Cục không em không em. cục đấy nhở. Tính ra chợ chiều rất buồn, rất cục nha. Hai anh em tôi mới đi học về chơi Mới game nó vui vẻ một chút, bạn thông cảm nhé. ra về hẹn cổng trường. Anh là gì còn thật à? Không 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 ạ. Câu chứ vừa chửi luôn đấy chứ cái lồng Anh là thằng gì còn thật à? này. Ok anh. Ok em. Cái thằng này nó bao phải. Ok anh. Thằng bá phải. Tết đi chợ chiều ấy rất ba phải. Duy còn là thằng đầu nào, anh là Duy còn thật à? Ok em, kiểu thằng này chủ ngữ vị ngữ nó kiểu bị lỏng ốc ấy anh em, nó không định vị được, nó không định vị được anh em ơi, Này có vẻ thích nhà đông nghịt anh nó lại ạ. không phục vụ đâu. Mày thằng này một lúc nữa ngủ dậy thấy nhà đông nghịt là hơi khó luôn đấy chứ. Hơi khó luôn đấy chứ. Em lấy luôn cái giải đó nhá. Em đã đắp phát có khi nó giải luôn anh chị ạ. Test thằng có biết chơi không? Test thằng có biết chơi không? Biết chơi. Đủ đi em. À, hay. Nó mang kiệt sức không cần giết anh em mình anh chị ơi. Thoải mái đi. Nhưng mà anh em phải đẩy đấy. Đấy, đẩy đó. Quy linh anh. Ăn em mày ăn hai lính. Ok. Lên luôn này. Dù là tương tương thôi thôi nhưng luôn anh luôn cũng luôn chúc rơi vui rồi, đừng này. nói chi em ơi, tình yêu không cần nói chỉ cần cảm nhận thôi. Bây giờ hết thanh tẩy hết ơn flash Phạm Long nhá. thì sao sống ta, sợ quá. Cảm ơn Trọng Hà nhé. Ui vẫn còn Safari à, cảm ơn mọi người nha. Trời ơi được thế nhỉ. Được phết đấy chứ. Ai à? Con vợ đánh được phết luôn đấy chứ. Được phết luôn đấy chứ. Rồi hết thanh tẩy, không flash, không kiệt sức. Rồi đi luôn. Bình cái gì thằng hấp à? Ok anh, em nhầm. Gì Bình à? Anh Bình nó. Thằng hấp. Hấp gì thì mày lại không nói.
Ok em, ok anh. Ok em. Cứ như bố tướng nhỉ. Bố hốt được thành con này. Không, 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 chỉ bạn. À, ok tỉnh cái chocolate á. Kể ra khó. Bạn lấy cái gì? Bạn giải cái gì ấy chứ? 3 phút chết con 8 mạng anh, thôi là cái giải. Em đánh ok không anh chít? Ok luôn. Ơi chửi cái thằng gì? Được em à, được em à. Được em à. Ok anh. Từ từ chúng ta. Lính nghe đi rồi, lính nghe bạn đi rồi. Lính nghe bạn đi luôn đi, bạn đi sâu luôn đi. Ê đi. Ui em chọc có lửa rồi chết. Nó giải được một cái thiêu đốt chứ giải ra được hai. Đúng rồi anh giải một cái thôi. Được chưa hai em? Được chưa hai em? À vừa solo. Không chửi chung. Chung không chửi ơi. Không chửi ơi. Chưa bạn ơi không chửi. Chắc nhầm đúng. Được. Được không? A đủ. Thanh. A đủ. A đủ. Sao chỉ anh sao? Ok người. Lòng ốc. Teddy lòng ốc. Solo kill à? Vẫn đang tìm cách để solo kill để nhà đông nghịt người bây giờ thì ngu ngoài về. Vợ đúng hài luôn, nó để móc anh kia. Thằng AD là anh kia. Vợ tếu mà. AD ơi. Cậu ấy vẫn xem mà. Nó vẫn xem luôn đấy chứ nhỉ. Ơ, là hồi lát rồi á? Sao hồi lát nhanh đấy? À, để bảng, để bảng. Kiệt sức, còn kiệt sức nhầm. Chỗ đề bảng. Sao mà không mắt làm cái nữa không? Đủ combo không anh? Ê, anh em cứ thử hỏi chậm nói đi, xem nó nói gì chứ mà. Bình anh trao đầu quá, ok anh ơi. Em nhầm ý. Bình anh đau đầu quá. Ok anh. Anh cũng danh mà, ok mà. Anh đánh ok mà. Thoải mái đấy chứ. Có trình. Bình anh đau đầu. Bình anh đau đầu là hơi mệt. Nghe mệt thế. Anh từng mơ sao free người một mình cười ngẩn ngơ. Có luôn cho hai bạn bot. Ping người tiếp xuống ơi. Thôi anh mệt rồi. Ơ, à, đâu, em bảo mất bot anh ơi. À, ok em ạ, ok anh. Còn mệt không anh? Còn mệt không? Không ốc luôn đấy. Cái gì cơ? Đúng nước ngoài về chuyên nghiệp đấy em. Mày vừa giới thiệu anh đi Hàn Quốc về à? Phải em đi nước ngoài về. Đúng nước ngoài về chuyên nghiệp đấy em. Mày đi, đánh đi, kiểu gì mà nhà anh đông nghịt người đấy. Nghịt người đấy. Anh ơi. Ô
Cố bông anh, cố bông, cố bông em mày. Trời còn nhảy vào. Ôi ơi, Trung ơi, Thiên. Anh bị cào cào nó mổ. Trêu mấy chú bé đần. Chú bé đần này vui phết. Không đần, chú bé không đần anh đi. Rồi khó bạn, không đần. Mình bót tiếp. Lúc đầu vào nó vào nó đã cục cục rồi, mình cũng buồn cười cái thằng này rồi. Chơi chỉ chạy. Anh chơi chỉ chạy luôn đấy chứ. Ê mà không combo tới. anh em chờ với con nhảy vào anh em. Con nhảy. Con này khôn quá. Thôi. Chơi đi. Vẫn về được à? Anh ghi chờ combo chưa đi? Chúng luôn chứ sao phải chả hồi trượt. Trượt cho anh trượt chiều chết anh. Anh trượt chiều anh combo là nó nhảy vào mà. Hai em đánh hợp ý anh đấy. Hai em đánh hợp ý anh đấy à? Ô, ok anh. Tí là team thì vui. Anh nhỉ? Em cho anh cút luôn. Nhà anh đông nghịt người luôn. Anh sợ gì à? Căng nhà, căng đấy. Nghĩ bài tập nhá. Anh đánh nốt game anh nghỉ mà. Cái chó ấy. Em hâm nó vừa. À. Kìm bao nhiêu ấy? Ôi chưa, ở lúc trận anh phải nghỉ ở chung ấy. Lê có một trận à? Ok kìa. Em tự đánh được không? Một trận em đánh được luôn đấy chứ. Ở đây mày đánh nốt đi. Hay 92 à? Nó trận này anh nghỉ để anh đi lấu lẩu ở nhà. Không biết ai lấu lẩu, không biết ai lấu, anh phải lấu. Khổ thế. Thôi anh như anh phải lấu, anh có biết lấu đâu mà. Anh 92 à? Đăng nhà anh 92. Hai em sinh năm bao nhiêu anh à? Anh có vẻ đùa ấy không anh Duy ơi? Trời ơi, cứ đùa kiểu gì ấy. Khó luôn đấy. Ok anh em ơi, ok anh em ơi. Em bao nhiêu? 91 em ơi. Anh 91. Mày gọi tao bằng anh nghe. Thằng thanh con. Thanh con ít tuổi. Thằng thanh con này. Gọi tao bằng anh nghe. Tao hơn tuổi mày đấy. Tao 91. Tao biết cả chỗ mày ngồi nét. hai anh hâm vờ lờ. mày đuổi tao con mày đấy. Tao biết mày ngồi đâu đấy. Cẩn thận tao. Cứ thấy anh ghi combo là mới vào rồi, khôn thật sự luôn đấy. anh dọa em. Tao dọa gì mày. Em sợ quá. Anh nói thật là tao lạ gì mày. Chợ chiều ngày nào tao chả đi qua, tao biết cả chỗ mày ngồi. Đúng anh biết đi. Chợ chiều mà đấy, em kiếm thích sao? Check. Đại mẫu, chiều đại mẫu anh em. Đại mẫu đúng không? Trẻ con ở đấy, tao biết hết. Mày cẩn thận đấy. Ăn đòn. Anh đừng hâm sợ. Sợ à? Sợ chưa? Chợ chiều nào ở Đại Mỗ? Gà đi chứ. Gà. Mày bảo tao gà. Mày ngồi im đấy. 15 phút. Anh đi rồi mày thoát em đi. Tao có mặt. Anh đi rồi thoát em đi. Mày rửa ra đi.
Thằng ba này, mày đi trước đi. Đợi tí, bọn tao luôn, rồi tao qua luôn này. mày thoát đi, tôi nói gì. Ok. Mày chết mày rồi. Ban qua. Ban qua rồi đấy, qua rồi đấy. Anh ra nhanh đi, em phải về. Ok. Đúng, chắc là đúng rồi, con vợ sợ, con vợ kêu là hâm mà. Thôi à, tôi bảo ban, vào đi cái gì đấy. Tôi vào đi chung ơi, Vào đi. À, mày xe em đang không có xe. con vợ run mà, con vợ run chắc thề, con vợ run.